Chào quý vị các bạn, tôi và anh bạn lại tiếp tục đi tìm một gốc dúi nữa. Có vẻ là rất rậm rạp. Không thấy cái gì cả. Có gốc nào không? Rồi. Đây, có lẽ là trọng tâm của tôi sẽ đào cây đây. Đang um tùm này các bạn. Biết có lấy ra được không? Phía dưới là một cái ao toàn bèo. Dày đặc bèo luôn. Cây mọc tự nhiên. Nhưng mà theo quan sát của tôi khi xuống dưới á thì cũng nhìn thấy một cái gốc rất là đẹp. Có thể làm bonsai. Nhưng mà giờ phải nghiên cứu đào cái đã. Nè, không có ai quay nên là tôi dựng máy ở đây. Đã xin tạm dừng. Quan trọng là sau có tác phẩm đẹp thôi chứ. Nhiều gai quá. Phải kinh nghiệm như bác thì phải xử lý được. Em chặt từ lúc đến giờ chưa ra được. Đấy, phạt luôn cái đấy. Em nhìn thấy dưới có vẻ là bệ. Có bệ. Có bệ chứ, cái cây đi cũng ụ bệ rồi. Nói đùa, chỉ có đam mê với này thì nhỉ. Không. Không biết về nó có sống cho mình không. Bắt nó phải sống hả? Không được phép chết. Phí công. Những hình ảnh này là tư liệu để sau này mà cây này mà nó có giá trị là đây nhá. Đúng không? Trực tiếp chứ không phải là mua của ai. Thực tế đấy. Thì chốt rồi. Rồi anh lại lại cầm máy để em chặt lúc đấy. Từ đấy mà cái đoạn gốc này thôi xuống là được rồi đấy nhá. Ôm cái đấy về luôn. Rồi anh lại để em, anh cứ cầm này nó chặt lúc nãy anh nhỉ. Không lôi lên nhặt dẫm xuống luôn. Chỗ tổ ong thì thôi. Không. Đấy, đặt chỗ nằm luôn. Mệt nhưng mà vui. Cứ chặt cái nhánh khác rồi tự nhiên nhận xuống này. Dẫm. Đây, hai cái nhánh bên này này. Bên này, cả cái đường phải chặt. Đây đây.
gớm đấy chứ. Nhánh bên đây này. Ừ, nhánh xa rồi. Cái đứa là lợn. Rồi, anh quay cái gốc ấy. Rồi, gốc ra. Gốc nó loài ra đây. Bệ dưới thấp có cũ thôi đấy. Vâng, hai anh em tôi đã đào được nó lên rồi. Đây có quý vị các bạn xem. Các bạn xem rồi tư vấn cho anh em tôi trồng cái này để cho nó được hoàn thiện nhá. Đấy, rất mệt. Nhưng mà bên cạnh vẫn đang còn rất nhiều gốc nên là vẫn tiếp tục đào tiếp. Tạm thời để cụ này ở đến đây đã. Anh này em nào thích lại chuyển nhượng lại luôn. Với giá khuyến mãi. Khỏi phải trồng. Rất đẹp. Và đây đang còn rất nhiều gốc nữa. Như vậy là sau 15 phút hai anh em hiểu đào thì bây giờ đã lộ ra cái thân chính của nó rồi. Đây quý vị các bạn. Bộ gốc cũng được. Có tương lai. Nó hơi vất vả chút. Đây, anh bạn tôi đang còn hiểu với một bên gốc bên cạnh kìa. Toát hết mồ hôi rồi. Nhưng mà vui. Đây, để tôi quay gần này. Đây, đây là cái cành mà chúng tôi đã cắt cưa ra rất nhiều. Lại phải tiếp tục đào thôi. Hy vọng rằng được một cái gốc đẹp để chơi. Các bạn ơi, tôi đã đưa được gốc dúi này về nhà rồi. Và bây giờ phẫu thuật nó cắt những cái cành và lấy cái thân chính. Tôi đã trồng xong cây dúi này. Thì trước khi trồng xuống đây thì tôi đã bôi thuốc
liền sẹo, kể cả rễ bị cắt đứt dập đều cắt đi để bôi thuốc liền sẹo lại. Và trồng nguyên trên cát, trồng bằng cát các bạn nhé, trồng bằng cát để giữ độ ẩm cho cây, sẽ cho cây nó bật mầm bật rễ tốt hơn. Rồi. Thì đến sáng mai thì tôi sẽ tưới thuốc kích thích, vì cây mới mang về nên là để cho nó cắn mủ đã. Rồi với tưới thuốc kích thích rễ cho cây, tôi sử dụng cái loại thuốc ra rễ cực mạnh này, sẽ rất tốt cho cây. Rất tiếc là vừa trồng vừa quay nên là không quay lúc trồng cho các bạn xem, cho quý vị xem, nhưng mà một gốc dúi như thế này là rất có tương lai. Tôi đã đục những cái cành, hy vọng sau này nó sẽ bật ở những vị trí này lên để chúng ta lấy tay bông. Và tôi định làm một cái tử chỗ này, đây bật chỗ này. Rồi. Đây tôi chưa tưới nhé, thuốc kích thích. Có lẽ chỗ này đang bị một con sâu đục thân gì đấy. Nhưng khả năng tí là tôi cho một ít thuốc vào là nó sẽ tự bò lên thôi. Nào, trồng tạm, đây là trồng tạm các bạn nhé. Hy vọng từ giờ đến cuối năm nó sẽ bật khỏe và sẽ có một tác phẩm đẹp để chơi. Hy vọng là vậy. Cây dối cũng không còn luôn đâu, già đấy. Ở đây lúc nãy tôi vừa bôi thuốc keo liền sẹo ở đây. Rồi. Nhưng mà chút nữa sẽ bôi lại một lần nữa để cho nó chắc hơn. Hy vọng sau này sẽ có một tác phẩm đẹp. Chào quý vị các bạn.